Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Loan Chút. Hôm nay Loan sẽ giới thiệu một công thức khá là mới trong menu của Phúc Xanh. Công thức này tương đối tốt cho sức khỏe của mọi người và đặc biệt là tốt cho da dẻ. Đó chính là công thức số 2 gồm có lê, củ sắn, chanh và cải bắp xôi. Thì nhiều bạn thắc mắc là rất là nhiều rau cải thì tại sao chúng ta lại lựa chọn cải bắp xôi, thì bởi vì ở trong cải bắp xôi là có một hàm lượng tương đối ngọt, cái vị ngọt của cải bắp xôi rất là thanh và nhẹ. Bây giờ mình đi vô trong để Lan sẽ giới thiệu về các thành phần này. Lan đã chuẩn bị trước một công thức mà Lan đã giới thiệu, gồm có 1/4 trái chanh, nửa củ sắn, một trái lê và cải bắp xôi. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là cải bắp xôi chúng ta sẽ cho bao nhiêu, thì Lan nghĩ là đối với tất cả các bạn mà chưa quen với việc sử dụng chuốt thì chúng ta chỉ nên sử dụng cỡ chừng 1 tắc hoặc 2 tắc nhỏ của cải bắp xôi thôi, bởi vì nó sẽ có nồng độ là hơi hăng một chút cho vị rau củ. Ở trong cải bắp xôi này theo Lan biết thì cứ mỗi 1 tắc nhỏ như vậy thì sẽ có 29 calo. Ngoài ra còn có các vitamin giống như vitamin A, C, K và E, còn hỗ trợ tăng cường trí não và giúp cho da dẻ tốt hơn. Đối với trái lê thì lê, trong lê có chứa magie và canxi. Lê này hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh ung thư và tim mạch. Ngoài ra còn giảm sự béo phì ở mức độ tiếp 2. Nói sơ một chút về củ sắn. Củ sắn thì theo thông thường các bạn cũng đã biết là trong củ sắn có chứa rất là nhiều nước và làm thanh lọc cơ thể. Ngoài ra củ sắn còn có vị ngọt tự nhiên. Nếu đối với những bạn nào mà chưa dùng qua cái công thức này thì Lan nghĩ là các bạn nên cho ít cải bắp xôi và cho 1 củ sắn, bởi vì trong củ sắn nó sẽ giúp cho nước chuốt của chúng ta thêm vị ngọt, thanh khiết, dễ uống hơn. Còn bây giờ thì chúng ta đi đến công đoạn thực hiện. Còn một vấn đề nữa là các bạn được trước các bạn có thắc mắc là cái máy ép GE35 này thì lắp ráp như thế nào, và đợt trước Lan cũng thắc mắc là cái cửa này mình sử dụng như thế nào. Thì bây giờ Lan sẽ tháo ra và sau đó gắn lại cho các bạn cùng xem. Máy này lắp ráp tương đối là dễ. Nó gồm có các phần như sau. Cái thứ nhất là cái cối sử dụng để chảy nước ra. Cái thứ hai là màng lọc. Cái thứ ba là trục xoay. Và cái thứ tư là cái phần này là phần vỏ bên ngoài để chúng ta cho các thực phẩm xuống. Đầu tiên chúng ta gắn cái cối vô. Trong cái cối này các bạn để ý nha, nó sẽ có từng hạng mục ở bên đây, 2 khe và 1 khe nhỏ này, các bạn xếp đúng vị trí của nó. Thì khi xếp đúng vị, nhiều bạn không xếp đúng, mình đặt vô vậy thì nó dễ rồi đúng không? Nhiều bạn không xếp đúng, đặt vô như vậy nó cũng vô được. Nhưng mà khi đặt như vậy thì chúng ta không lắp được những cái thứ khác vô, miễn sao được là cho 2 cái này nó nằm chính giữa của máy. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp màng lọc. Màng lọc cũng giống y như vậy luôn. Trong màng lọc thì nó sẽ có một cái khe này để lắp ráp chung với lại cái cối đặt vô. Tiếp sau đó là tới lượt trục xoay. Và cuối cùng là gắn lớp bên ngoài cùng. Một cái lưu ý nhỏ là đối với tất cả các bạn sử dụng máy ép này á, thì khi mà các bạn gắn cái phần chốt này sâu thẳng vô bên trong thì bấm nút nó mới trực tiếp xoay cho chúng ta. Còn ví dụ như để ở bên ngoài, cho dù các bạn bấm nút thì nó cũng vẫn không xoay được.
cửa xay này thì Lan sẽ làm cái công thức này để phù hợp cho cái cửa xay này luôn. Bây giờ thì công đoạn đầu tiên là chúng ta cần đeo bao tay vô cho vệ sinh an toàn thực phẩm. Các bạn nhớ nha, trong tất cả các công thức chúng ta nên, các công thức mà có rau thì chúng ta nên cắt ngắn cái rau này ra. Bởi vì rau là một chất xơ, nếu chúng ta không cắt ngắn thì nó có thể làm những chất xơ đó nó làm nó cuốn vô trong cái phần trục xoay thì dễ làm hư máy, bị kẹt máy. Và thời buổi hiện nay thì Loan nghĩ là không chỉ riêng một mình với các bạn nữ mới cần uống nước ép cần chút. Loan nghĩ là bây giờ đối với tất cả các bạn nam thì cũng rất là quan tâm tới sức khỏe. Ngoài ra chút còn giúp cho các bạn tập gym có sức khỏe tốt hơn, có da dẻ tốt hơn. Và một số công thức hỗ trợ các một số công thức hỗ trợ giúp đỡ cho các cơ của các bạn. Sáng này gọt vỏ tương đối là dễ. Nguyên vật liệu là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng của nước ép cũng như là màu sắc của nước. Nếu các bạn cho ít cải bó xôi thì đồng nghĩa với việc là nước sẽ ra màu xanh nhạt hơn khi các bạn cho nhiều củ sắn hơn. Bây giờ đang sẽ cho nửa củ sắn này vô trong đây cho các bạn xem. Cái cửa này nó to như vậy á, là và nó có trục xoay á, là khi các bạn cho nửa củ sắn vô đây mà các bạn xoay á thì nó vẫn xoay được. Cái này nó hơi to chút xíu nên là cắt ra. Đó, các bạn cho nửa củ sắn vô đây thì các bạn xoay xuống như vậy vẫn xoay được. Nó thao tác nó nhanh, khi các bạn xoay cái mặt này xuống á, thì đẩy cái mặt này lên các bạn thao tác cho những củ khác vô rất là nhanh. Bởi vì máy này có thể sử dụng cho các nhà. Lê này nó hơi bị xấu một chút ở trong đây. Nhưng mà theo Lan nghĩ là trái lê mà có sâu như vậy thì Lan nghĩ là trái cây sạch không có phun thuốc trừ sâu. Nên Lan sẽ cắt cái phần này ra. Chúng ta loại bỏ phần này, loại dần hết luôn trái lê. Nhớ nha các bạn nha, mình phải bỏ phần này nha. Tuy là không phun thuốc trừ sâu nhưng mà sâu nó cũng không có bổ béo giống như mình nghĩ đâu. Đối với một số loại trái cây á, thì chúng ta có thể giữ nguyên phần vỏ mà chúng ta không cần loại bỏ, giống như lê hoặc táo. Bởi vì ở trong là vỏ của lê hoặc táo là nó sẽ có một dưỡng chất nhất định ở trong đó, nên chúng ta không cần phải tốn thời gian trong việc mà cắt vỏ lê. Nhưng các bạn lưu ý một vấn đề là khi mà chúng ta vệ sinh những trái này, chúng ta nên sử dụng cái miếng hoặc là cái miếng rửa hoặc là cái bàn chải chưa qua sử dụng, bàn chải mới để chúng ta chà sạch cái lớp vỏ bên ngoài. Bây giờ nguyên liệu của chúng ta đã xong. Chúng ta bắt đầu cho vô trong cối. Việc đầu tiên chúng ta mở máy. Đây là máy ép chậm nên là quá trình nó xay khá là lâu. Quá trình ép này khá là lâu. Có một nhược điểm đó chính là khi mà cho trái cây vô thì nó sẽ bị kẹt ở khúc này nè.
Bởi vì cái phần này nó bầu ra, nếu như các bạn cho nhiều hay là ít đi chăng nữa thì Loan nghĩ là nó cũng sẽ hơi bị kẹt ở trong đây. Mình sẽ dùng cái cây của nó ấn xuống để cho cái lưỡi xay nó. Chính là cái nhược điểm của cái máy GE35 này thì Loan cũng không có thích lắm. Tại vì khi mà trong quá trình mà chúng ta làm á, thì nó bị cái thời gian mà chúng ta ấn xuống á, nó hơi lâu một chút, bởi vì đã làm máy á, ép chậm rồi. Chúng ta nên ép xen kẽ các loại lại với nhau để cho nước nó ra đều hơn. Phần này nó hơi khó xuống một chút nên là Lan thường lấy cái muỗng á để Lan ấn xuống. Bạn không biết thì cứ nghĩ là cái máy này nó không tốt, máy này lọc nó không kỹ, nhưng mà không phải đâu. Tất cả các loại máy Loan đều sử dụng rồi thì hầu như là tất cả máy ép máy nào đều cũng cho ra một phần bã nhất định. Quan trọng là nó cho ra ít hay nhiều thôi. Còn bây giờ thì Loan sẽ cho vô trong ly. Công đoạn cuối cùng đó chính là nếm thử cái phần nước mà chúng ta đã làm. Các bạn nhớ nha, nước ép tốt nhất khi các bạn uống vào buổi sáng trước bữa ăn 30 phút. Tại vì khi đó là trong ruột của chúng ta chưa
tiếp nhận bất cứ một loại thức ăn nào thì nước chốt là một thực phẩm quan trọng và dễ hấp thụ nhất dành cho các bạn. Về món chút này, bởi vì khi mà nó uống vô rồi đó, thì thật sự rất là sảng khoái. Màu nước này có màu xanh, ta sẽ rất là cho các bạn xem. Màu này sẽ có màu xanh nhạt. Cái màu xanh này phụ thuộc vô các bạn cho cái lượng củ sắn hay là tại bóc xôi. Hồi nãy Lan cho là 1/2 củ sắn và khá nhiều cải bắp xôi, nhưng mà nó vẫn ra cái màu nhạt như vậy. Đối với các bạn nào mà chưa quen với lại cái món này á, thì chúng ta cho thêm một nửa, tức là một củ sắn luôn, thì cái màu nó sẽ nhạt hơn nữa. Nó sẽ có một cái vị hơi chua nhẹ của chanh và ngọt của lê. Ngoài ra các bạn sẽ cảm thấy được là sẽ có một cái mùi ngai ngái của cải bắp xôi, nhưng mà không hề hăng một chút nào. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian ra và theo dõi cái video ngày hôm nay. Hãy nhớ like và share, đăng ký kênh này để cập nhật những thông tin mới nhất, cũng như là góp ý cho Lan về những vấn đề về chút. Đối với các bạn mà chưa thực sự có thời gian để tự làm cho mình một ly nước chút tuyệt vời như vậy thì hãy liên hệ với Lan nhé, để nhận ngay một chai nước chút thật là hoàn hảo, tốt cho sức khỏe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.